giảng rộng bài văn âm chức quyển thượng. Côn Sơn Chu Mộng Nhan, hiệu An Sĩ. Bảy đời sinh ra làm kẻ sĩ có quyền thế. Giảng rộng, phải tin có đời sau. Một số đề mục nhỏ do chúng tôi thêm vào để người đọc tiện theo dõi. Trong bài văn này, thảy đều là lời của Đức Đế Quân hiện thân thuyết pháp, nên xưng là ta để mở đầu. Nói trải qua 17 đời là đặc biệt muốn đem phần bản lai diện mục tiềm ẩn trong cái gọi là thân của ta này. Từ xưa đến nay, trải qua bao kiếp sinh tử vẫn chưa từng hư hoại, mà chỉ rõ cho người sau được biết. Người đời chỉ vì sinh ra mà chẳng biết mình từ đâu đến, chết đi cũng chẳng biết về đâu. Nên cho rằng chết đi thì thân tâm đều dứt mất, không có đời sau. Do đó mà buông thả mọi hành vi, không chút e dè sợ sệt. Đế Quân vì hết sức lo sợ cho hạng người mê lầm như thế, tự mình sai lầm rồi lại dẫn dắt người khác sai lầm theo, khiến cho sự si mê độc hại ấy không khi nào dứt được, nên đem chuyện của chính tự thân mình đã trải qua 17 đời mà chính thức nói rõ cho mọi người đều biết. Nếu Đế Quân đã trải qua 17 đời, hẳn nhiên tất cả chúng ta cũng từng trải qua 17 đời như thế. Do đó, nếu siêng làm việc thiện, nghĩ đến đời sau sẽ được phước báo, ấy là điều tất nhiên. Nếu không làm việc thiện mà nghĩ đến đời sau sẽ được phước báo, ắt là việc không thể có. Quả thật là người đời chỉ biết đến xuân sau, cỏ hoa sinh từ hạt giống cũ. Nếu biết còn có đời sau nữa, nhân thiện tự nhiên gắng sức trồng. Nếu hiểu đúng được câu mở đầu của bài văn này như trên, xem như đã hiểu được hơn phân nửa bài văn rồi. Ta là chủ, thân là khách. Người đời đọc kinh sách thường do tâm thô thiển, ý vọng động, nên không thể suy xét sâu xa mà tự nhiên lãnh hội. Đối với khái niệm về những danh xưng như thân và ta, thường không khỏi rơi vào chỗ hoang mang lẫn lộn. Nếu có thể nhận rõ được rằng thân có thể chỉ cho ta, nhưng ta không thể chỉ cho thân, thì có thể hiểu được rằng ta mới chính là chủ, còn thân chỉ là khách tạm. Đã là chủ thì tất nhiên phải thường còn qua muôn kiếp, không hề có sinh có tử. Còn đã là khách tạm thì hẳn phải có đến có đi, thay hình đổi dạng. Ví như người đi xa, có lúc chèo thuyền, có lúc ngồi kiệu, lại có lúc cưỡi ngựa, có lúc lái xe, phương tiện thay đổi đủ loại. Nhưng người không hề thay đổi, thuyền, kiệu, ngựa, xe, ấy chính là thân, là khách. Mà người chèo thuyền, ngồi kiệu, cưỡi ngựa, lái xe, ấy chính là ta, là chủ. Lại ví như người được phân vai đóng kịch, có lúc giả làm vua chúa, có lúc giả làm quan lại, cũng có lúc giả làm người ăn mày, thường thay đổi đủ hình dạng, nhưng người thật không thay đổi. Vua chúa, quan lại, ăn mày, ấy chính là thân, là khách. Mà người đóng vai vua chúa, quan lại, ăn mày, ấy chính là ta, là chủ. Nếu chỉ lấy trong một thân hiện tại này mà nói, thì cái khả năng thấy hình nghe tiếng chính là thuộc về thân, là khách. Mà người thấy hình nghe tiếng mới chính là ta, là chủ. Vì thân có sinh có tử, nên về già thì mắt dần mờ, tai dần điếc. Ta là chủ thật, không sinh không tử, nên mắt tuy có mờ mà người thấy không mờ, tai tuy có điếc nhưng người nghe không điếc. Cho nên quyết rằng nếu nói thấy nghe là ta, khác nào nhận giặc vào nhà làm con. Cho nên, người có trí tuệ nương theo tánh thể lớn lao, có thể sử dụng thân giả tạm này làm phương tiện tu tập. Ngược lại, kẻ si mê từ che mờ tánh thể trở thành nhỏ hẹp, đánh mất đi vị thế chủ nhân, nên luôn bị thân giả tạm này sai sử. Sống chết qua nhiều đời. Nếu như đã có 17 đời qua,
ắt có thể có 70 đời, 70 kiếp sống, thì cũng có thể có vô lượng vô số kiếp sống. Như vậy, cái ta của đế quân nói đến ở đây là vô cùng, mà cái ta của tất cả chúng ta cũng là vô cùng tận. Và nếu đế quân đã có thể sinh ra làm kẻ sĩ, làm bậc đại phu, thì cũng có thể sinh ra làm thân trời, thân rồng trong tám bộ. Tám bộ hay tám bộ chúng thường được đề cập trong kinh điển bao gồm chư thiên hay chúng sinh cõi trời, rồng Atula, Dạ Xoa, Ca Lâu La, Càn Thác Bà, Khẩn Na La và Ma Hầu La Già. Trong tám loài chúng sinh này thì trời và rồng được xem là hơn hết, nên thường gọi chung là Thiên Long Bát Bộ. Cũng có thể sinh làm thân trong địa ngục, ngạ quỷ. Thân của đế quân như thế là không nhất định, thì thân của tất cả chúng ta cũng là không nhất định. Đế quân đã thác sinh nhiều đời như thế, tất nhiên mỗi đời đều có cha mẹ, thân thích quyến thuộc, số ấy phải là rất nhiều. Đế quân đã có thân thích quyến thuộc đời trước nhiều như thế, ắt tất cả chúng ta cũng đã có rất nhiều thân thích quyến thuộc trong đời trước, không khác. Cho nên, nói ta đó chính là thật, là chủ nhân ông. Nói 17 đời qua, đó chính là vô thường sớm tối. Nói làm thân này thân khác, đó chính là nhân duyên tan hợp. Nói kẻ sĩ có quyền thế, đó chỉ là khái niệm tốt xấu do người dựng lên. Khác nào có tượng gỗ, nói thân đó chỉ là cái túi da đựng xương thịt. Quả thật rất khó chỉ rõ cho người đời biết được. Vì sao nên có thuyết về đời sau? Chuyện đời trước đời sau khác nào như ngày lại ngày qua. Mặt trời mọc lặn, chúng sinh lặn ngụp trong luân hồi vốn là sự thật như thế, hoàn toàn không phải do nhà Phật mà có. Ví như các cơ quan lục phủ ngũ tạng đều là sẵn có trong người bệnh nhân. Lẽ đâu chứ gì nghe những tên gọi ấy được nói ra từ miệng thầy thuốc, rồi lại cho rằng những thứ ấy hẳn nằm trong vỏ thuốc. Nếu người ta thật không có đời sau, không lưu chuyển luân hồi, ắt là trong thế gian phải thấy có lắm sự bất bình. Mà bao nhiêu luận thuyết của các bậc thánh hiền thảy đều không đủ bằng chứng để tin nhận. Chẳng hạn như Đức Khổng Tử nói rằng người có lòng nhân được sống lâu, rồi Ngài cũng hết lời ngợi khen Nhan Hồi là người có lòng nhân. Thế nhưng Nhan Hồi lại yểu mạn. Nhan Hồi, tức Nhan Uyên, là một học trò giỏi và đức hạnh vượt trội của Đức Khổng Tử. Thường được Ngài ngợi khen. Tuy nhiên, Nhan Hồi chết khi còn rất trẻ, chỉ mới 31 tuổi. Kẻ trộm cướp tàn độc như Đào Chích thật hết sức bất nhân, nhưng lại được sống lâu. Thế thì bậc hiền nhân độ lượng, dù nỗ lực làm người hiền thiện cũng chỉ luống công vô ích. Mà những kẻ xấu xa, nhỏ mọn lại vui mừng hễ hả làm người xấu ác. Như vậy, có còn gì là nề nếp trật tự trong đời? Chỉ nêu lên thuyết về đời sau mới giải tỏa được tất cả những điều đó. Vì như vậy thì kẻ làm thiện mới được khuyến khích, kẻ làm ác mới bị trừng trị. Trời xanh cũng không mang tiếng là bất công hồ đồ, mà Khổng Tử cũng không bị chê bai là người vô trí. Lớn lao thay, chỉ một câu trải qua 17 đời do đế quân nói ra đã nêu rõ thuyết ấy. Những cách hiểu sai lầm về đạo Phật. Giáo thuyết hư vô tịch diệt, rỗng không vắng lặng của nhà Phật chẳng phải là chỗ đau đớn căm hận của nhà nho đó sao? Vì đã căm hận nên không thể tự mình học hỏi noi theo. Ngày nay, những người mang giáo lý nhà Phật ra giảng giải để khuyên dạy người đời ắt từng nói rằng làm việc thiện được hưởng phước báo, làm việc ác phải gặp tai họa. Rõ ràng có nhân có quả, rằng trong chỗ vô hình thật có quỷ thần. Những gì đã qua ấy là kiếp trước, tương lai chưa đến ấy là đời sau. Từng bước trình bày như thế đều là có căn cứ đúng thật. Nhưng thử hỏi, đối với hai chữ hư vô, làm sao có thể thêm gì vào đó? Những người bài bác đạo Phật thường cho rằng thiên đường địa ngục chỉ là quan đường bịa đặt, kiếp trước kiếp sau thật mơ hồ mù mịt không thể biết, rằng thân này khi sinh ra chẳng quan hệ gì đến trước đó, chết đi cũng chẳng để lại dấu vết gì. Bình tâm suy xét kỹ, cách nghĩ như thế thật trùng khớp với căn bệnh đã nằm ngay trong hai chữ hư vô.
người học Phật thực sự nói rằng thân tứ đại này tuy có hư hoại nhưng chân tánh không hề có sinh tử. Những người bài bác đạo Phật lại nói khác đi rằng không có kiếp trước chẳng có đời sau. Phàm khi nói rằng bỏ thân này ắt thọ thân khác, ấy là tuy có tịch nhưng không phải dứt mất, tuy có diệt nhưng chẳng phải hoại diệt hoàn toàn. Nếu như bỏ một thân này mà sao không thọ thân khác, thì đó là một lần tịch sẽ mãi mãi dứt mất, một lần diệt sẽ vĩnh viễn không còn. Bình tâm tự xét lại, thử hỏi hai chữ tịch diệt đó, rốt cuộc thì ai là người thọ nhận? Than ôi, thân hình quá to lớn, cục mịch, trở lại chê trách phòng lớn của người là nhỏ hẹp, thật sai lầm thái quá. Tác hại của diệt không tin có đời sau. Cầm dao giết người, bất quá cũng chỉ chém được vào da thịt người. Nếu nói rằng không có đời sau, đó chính là chặt đứt mạng căn trí tuệ của người khác. Chém vào da thịt thì chỉ làm hại một kiếp sống này thôi, nhưng chặt đứt mạng căn trí tuệ là giết người trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên phải biết rằng khuyên người bỏ ác làm lành là chuyện thứ yếu, mà trước tiên cần phải biện minh làm rõ rằng có đời này ắt phải có đời sau, đó mới là lời căn bản thiết yếu nhất. Nếu kẻ xấu ác tiểu nhân nói ra lời phản bác rằng không có đời sau, ác người nghe thảy đều khinh thường bỏ qua. Cũng giống như kẻ muốn hại người nhưng đem thuốc độc bỏ vào thức ăn đã bốc mùi ôi thiêu, ắt chẳng mấy ai chịu ăn, nên tai hại cũng không đáng kể. Nhưng nếu những lời phản bác không có đời sau là do người có uy tín học thức nói ra, ắt sẽ có nhiều người tôn trọng mà tin theo. Cũng ví như đem chất kịch độc mà bỏ vào các món cao lương mỹ vị, ắt phải có nhiều người ăn, nên tác hại thật là ghê gớm. Nhưng người có khả năng biện bác cứng cỏi rành mạch, một bề giữ tâm cứu người giúp đời, quyết không theo hùa với những lời như thế, ắt sẽ được công đức hết sức lớn lao. Lợi ích của việc tin có đời sau. Những người từng học sách Nho không khỏi vẫn còn ảnh hưởng trong tâm tính. Vì thế, khi nghe nói đến thuyết luân hồi, bất luận có tin theo hay không, cũng chẳng tự mình nói ra. Nay được nghe thuyết, trải qua 17 đời, được ghi trong chính những lời giáo huấn của đế quân, quả thật như trải cả gan ruột mà nói với người đời. Vì sao vậy? Chỉ nói đối với những người không biết có đời sau, bấm tay tính đếm tương lai, ắt thấy chẳng còn được bao lâu. Nay nghe biết rằng thân xác thịt này tuy có chết nhưng chân tánh không diệt mất, có thể ngay đó hiểu rằng tuổi thọ của ta từ xưa đến nay thật dài lâu như trời đất, cho nên có thể thay đổi từ thọ mạng ngắn ngủi trở thành trường thọ chính là thuyết trải qua 17 đời này. Lại nói đối với những người không biết có kiếp trước, ắt khi nhìn qua các bậc thiên đế, thiên tiên, đế vương, khanh tướng trong đời, tự nhiên quay lại thấy mình thật quá nhỏ nhoi, hèn kém. Này được nghe biết có 6 đường. 6 đường tức lục đạo, bao gồm các cảnh giới chư thiên, loài người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Luân hồi cao thấp qua lại lẫn nhau, thì biết rằng những cảnh hào quý cao sang hắn mình cũng đã từng trải qua trong bao kiếp trước, cho nên có thể làm cho phú quý với bần tiện được bình đẳng như nhau chính là thuyết trải qua 17 đời này. Lại nói đối với những người không hiểu được là mọi việc đều có nhân từ trước, hẳn mỗi khi gặp điều trái ý đều không khỏi sinh tâm oán hận. Nay hiểu ra được rằng mọi điều vinh nhục được mất trong đời đều do nghiệp đã tạo từ trước mà có, thì cho dù có gặp phải những điều trái nghịch nhiều hơn nữa cũng có thể an nhiên nhẫn chịu. Cho nên có thể làm tiêu tan sự tức tối oán hận mà khiến tâm được an hòa bình ổn chính là thuyết trải qua 17 đời này. Lại nói đối với những người không hiểu chuyện hòa phước nên không từ bất cứ việc xấu ác nào, nay biết được rằng làm việc thiện thì tự thân được an vui, gây hại cho người khác chính là tự hại mình. Ác là trong chỗ tối tâm mù mịt, tự nhiên khởi tâm run sợ trước việc ác mà ưa thích làm điều lành. Cho nên có thể biến kẻ tham ác hung tàn thành người lương thiện chính là thuyết trải qua 17 đời này. Lại nói đối với những người không tin nhân quả nên khi thấy người hiền gặp tai họa, kẻ ác được phước lành, liền cho rằng đạo trời chẳng công bằng. Nay nếu suy xét kỹ chuyện kiếp trước đời sau, ắt sẽ thấy rằng
mọi việc thiện ác phúc hòa căn bản đều không một mảy may sai lệch. Cho nên có thể chuyển hóa ngu si thành trí huệ chính là thuyết trải qua 17 đời này. Quả thật là một lời hiểu thấu ý chân thật đâu cần nhọc sức học muôn câu. Trưng dẫn sự tích. Các bài sau đây đều được trích từ sách Văn Xương Hóa Thư, chú giải của soạn giả. Phần lớn các chú giải trong bản dịch Việt này đều cho người dịch biên soạn. Những chú giải nào do soạn giả Tiên sinh An Sĩ đặt trong nguyên bản sẽ được chúng tôi ghi rõ để người đọc tiện phân biệt. Trời giúp đạo nho hưng khởi. Đế quân kể rằng: ta vào chơi trong chốn nhân gian, đến vùng Hội Kê, Sơn Âm. Này là vùng Triết Giang, Thiệu Hưng. Nhìn thấy một người ở ẩn. Tức sao là thân phụ đế quân? Chú giải của soạn giả: khoảng ngoài 50 tuổi, đang thắp hương khấn trời cầu xin con nói giỏi. Khi ấy là giữa mùa xuân, nhằm lúc giữa đêm, tinh tú sáng rực, sao Trưng Túc chiếu sáng trên cao. Mà người ở ẩn này tình cờ lại mang họ Trưng, nên ta hạ sinh vào nhà ấy. Nơi thôn xóm ta hạ sinh, dân chúng thường cắt tóc xăm mình, vốn theo tập tục thời chưa khai hóa. Ta đến tuổi 15, trong lòng hết sức không vui, liền tìm mũ đẹp dép mang, tự mình học làm theo lễ nghĩa văn minh. Mũ áo của nhà nho bắt đầu do đây mà có. Chú giải của soạn giả: người trong làng thấy ta như vậy đều cho là khác lạ, nhưng lâu dần rồi thì số người học làm theo giống như ta ngày càng nhiều hơn, 10 phần có đến 7-8. Ngày kia có một cụ già đến xin gặp cha ta, miệng tụng đọc nhiều lời giáo huấn của Đường Ngu. Tức Thiên Cố Mệnh do Chu Thành Dương trước tác, nằm trong phần Chu Thư của Kinh Thư. Lại nói rằng trong nước hiện nay có vị sứ giả truyền bá những văn chương này, ta thích lắm, theo cụ ấy mà học. Chỉ nghe đọc qua liền ghi nhớ không hề bỏ sót. Từ đó là có nhiều người nguyện theo cầu học, nên ta trở thành bậc thầy. Lời bàn: Đức Khổng Tử ra đời, ấy là mẹ ngài từng cầu đảo tại Ni Sơn. Đế quân ra đời, ấy là cha ngài đã khấn nguyện với trời cao. Bậc thánh nhân ra đời, thảy đều khác hẳn kẻ tầm thường. Đức Khổng Tử khua giang mỏ gỗ. Chỉ việc Đức Khổng Tử tích cực truyền dạy đạo lý nhân nghĩa, lại đi khắp thiên hạ, cảnh tỉnh thiên hạ lúc ấy đang loạn lạc. Ngày xưa dùng tiếng mỏ gỗ đánh lên như một cách để gợi sự chú ý của nhiều người. Vào thời Triều Chu suy yếu, Dương Hiển bày những lời sâu xa di diệu đến tận muôn đời. Đế quân phô bày văn chương đạo lý lễ nghĩa lúc Triều Chu đang hưng thịnh, mà ngấm ngầm ảnh hưởng đến chuyện thiện ác tốt xấu của ngàn năm sau. Đó chẳng phải là sự khác biệt trong phương tiện giáo hóa, nhưng cuối cùng vẫn đưa đến một mục đích chung là làm cho thiên hạ được tốt đẹp hơn đó sao? Càn vua giữ trọn đạo nghĩa. Đế quân kể rằng vào thời Chu Thành Dương, ta mang tên họ là Trương Thiện Quân. Thành Dương dùng ta làm quan can gián. Bây giờ tuy đang thời hưng thịnh, nhưng vì lo nghĩ cho dân cho nước nên ta chưa từng biến trễ. Lúc Thành Dương còn nhỏ tuổi, Chu Công thay quyền xử lý việc nước. Về sau Thành Dương thường lộ ý bất mãn. Ta sợ những kẻ thân cận Thành Dương thừa cơ gièm pha Chu Công, nên thường đem những lẽ tinh tế trong đạo quân thần quả phúc trước sau mà răng nhắc. Nhưng các biểu thư can gián ấy phần nhiều đều đốt cả, nên không ai nhìn thấy. Vì thế lúc Chu Công đi chinh phạt phương Đông, tuy các nước chư hầu có lắm điều tiếng thị phi khiến ông không vui, nhưng cuối cùng rồi tình nghĩa vua tôi vẫn được giữ gìn vẹn toàn. Ta cũng có chút công lao trong việc ấy. Lời bàn: họ Trương vốn là hậu duệ của hoàng đế. Đế quân giáng sinh đời Chu Thành Dương vào năm Ất Tỵ. Từ đó về sau nhiều lần chuyển thế vẫn thường giữ họ Trương. Người đời truyền rằng ngày 3 tháng 2 là ngày đản sinh của ngài. Đó là căn cứ với một lần tái sinh của ngài vào đời Tấn Vũ Đế, niên hiệu Thái Khang, năm thứ 8. Tức năm 287 theo Tây Lịch. Nếu xét rằng từ xưa đến nay đế quân đã nhiều lần tái sinh, hẳn từ đầu năm cho đến cuối năm
liệu có ngày nào không phải là ngày sinh của Ngài? Thương yêu giúp đỡ thân tộc. Đế quân kể rằng: Ta ở kinh đô nhà Chu, tức Cảo Kinh, thời Chu Vũ Vương, nay là vùng Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây. 10 năm xa quê hương đã lâu, một hôm đọc bài thơ Chim Cú, tức bài Si Hiu, được chép lại trong Kinh Thi, mượn lời một con chim muốn bảo vệ tổ chim mà gọi nó với Chim Cú, bảo đừng phá tổ của nó, để ví với tấm lòng tác giả yêu mến quê hương mình. Của Chu Công trong lòng xúc động, liền nhân đó xin cáo lão về quê. Về đến quê hương rồi, thấy người trong gia tộc Hương Thôn đa số nghèo khó, liền xây dựng điền trang, lấy thu nhập để giúp đỡ, gọi là nghĩa điền. Từ đó thường cứu giúp những người khốn khó, trị liệu cho những người bệnh tật. Trai gái đến tuổi trưởng thành thì giúp việc dựng vợ gả chồng, trẻ em thông minh có năng khiếu thì nuôi dưỡng cho học hành. Nhiều người nghe biết việc làm tốt đẹp như vậy, rủ nhau làm theo. Từ đó việc xây dựng các nghĩa điền ngày càng phát triển khắp nơi. Lời bàn. Thuở ấy, đế quân dùng y thuật trị bệnh cứu người, còn việc xây dựng quản lý các điền trang để lấy thu nhập giúp người, thảy đều do con ngài đảm trách. Buổi đầu học Phật, đế quân kể rằng: Khi ta còn làm quan ở triều đình, từng nghe có người từ phương xa đến nói rằng, ở một nước về phía Tây, chỉ nước Ấn Độ, xưa cũng thường gọi là Tây Thiên Trúc, có bậc đại thánh nhân, chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chú giải của soạn giả. Không giới hạn ở lời nói, mà người khác tự được giáo hóa, không trói buộc trong việc làm, mà tự nhiên thấu triệt chân lý, lấy từ bi làm chủ trương, lấy phương tiện làm cửa vào, lấy việc giữ gìn giới luật làm đạo thường, lấy tịch diệt làm niềm vui, xem chuyện sống chết chỉ như sáng tối thay đổi, ngày qua đêm lại, xem ân oán thân thù đều bình đẳng như nhau, chỉ như sự nhận biết trong giấc mộng, dứt sạch không còn những tình cảm thế tục như buồn, lo, mừng, giận, luyến ái. Thấu biết cõi đời là giả tạm, nên chỉ cầu chứng quả vô sanh. Ta được nghe rồi, lòng rất ngưỡng mộ bậc thánh nhân ấy. Đến khi ta từ quan về quê, giữa đường bỗng gặp một vị ẩn sĩ, vừa đi vừa hát nơi chốn đông người qua lại. Trong lời ca, ta nghe có nhiều điều sâu xa quyên áo, thầm khế hợp. Liền lập tức dừng xe, đến bái lễ người ấy xin được chỉ dạy. Vị ẩn sĩ ngước mặt nhìn trời rồi truyền tâm ấn, dạy nghĩa lý chân chánh cho ta. Lại nói rằng, đây là giáo pháp của bậc thánh nhân phương Tây, dạy người đạt đến cảnh giới vắng lặng tịch diệt. Nếu ông luôn nhớ nghĩ mà tu tập theo, thì có thể vượt thoát sinh tử, đạt đến cảnh giới của Phật Vô Lượng Thọ. Như đã đạt đến bến bờ giải thoát, ắt có thể viên thành chánh giác. Bằng như nửa đường thối thất, cũng có thể vào cảnh giới của thần tiên. Ta thọ dần giáo pháp ấy rồi, từ đó về sau duyên trần dứt sạch, trăm mối lo phiền đều nguội lạnh. Ngày kia vừa đúng kỳ trung thu, ta cho mời thân quyến bằng hữu cùng đến, lưu lại một bài tụng rồi ra đi. Bài tụng này được ghi lại trong sách Hóa Thư, chú giải của soạn giả. Lời bàn. Có người ngờ rằng đến thời Hán Minh Đế thì Phật giáo mới truyền vào Trung Hoa. Như vậy vào thời của đế quân, làm sao có thể nghe được lời người phương xa như thế? Nhưng xem khắp các ghi chép trong sách sử thì biết rằng vào thời Tây Chu, nhà Chu do Chu Vũ Vương sáng lập, lật đổ nhà Trụ, nhà Thương mà lên ngôi. Về sau nhà Chu suy di, dời đô về phía đông, chư hầu loạn lạc, tức là thời Đông Chu liệt quốc. Vì thế để phân biệt với Đông Chu nên gọi thời Chu Sơ là Tây Chu. Tại Trung Hoa vốn đã biết đến Phật pháp. Vào thời Chu Chiêu Dương, ngày mùng 8 tháng 4 năm thứ 26. Ở đây y theo nguyên bản mà chuyển dịch, nhưng theo những kết quả khảo cổ gần đây nhất thì Chu Chiêu Dương trị vì trong giai đoạn từ năm 995 trước công nguyên đến năm 977 trước công nguyên. Như vậy, ông chỉ ở ngôi 18 năm, không có năm thứ 26. Ngoài ra, theo những hiểu biết được công nhận hiện nay, thì Đức Phật Thích Ca đản sinh vào khoảng năm 624 trước công nguyên, tức vào khoảng thời gian trước niên đại của Khổng Tử. Từ năm 551
đến năm 479 trước công nguyên ít lâu, nhưng đã thuộc vào đời Đông Chu chứ không thể rơi vào thời của Chu Chiêu Dương, vốn trước đó quá xa. Căn cứ theo lịch sử Trung Hoa thì thời gian Đức Phật đản sinh là vào đời Chu Tương Dương, từ năm 651 đến năm 619 trước công nguyên, thuộc nhà Đông Chu. Chính là ngày Đức Phật Thích Ca Như Lai đản sinh. Khi ấy, nhìn lên mặt trời, thấy có rất nhiều quần sáng, hào quang ngũ sắc sáng soi, chiếu thẳng vào bên trong triều nội, tỏa rạng bốn phương. Cung điện chấn động, nước trong sông hồ ao giếng đều tự nhiên dâng tràn. Chiêu Dương sai quan thái sử bói quẻ, được quẻ càn, cửu ngũ, tức là quẻ tốt nhất, tượng trưng cho ngôi vua chí tôn. Tâu Linh rằng, đây là điềm hiện có bậc thánh nhân ở phương Tây đản sinh. Sau ngàn năm nữa, giáo pháp của ngài sẽ truyền đến đây. Vua sai khắc chuyện này lên đá, đặt phía trước điện thờ Nam Giao. Trích từ các sách Chu Thư Dị Ký và Kim Thang Biên, chú giải của soạn giả. Điện thờ Nam Giao, tức điện thờ thiên địa, là nơi nhà vua thay mặt thiên hạ tế cáo trời đất. Sang đời Chu Mục Dương. Theo những kết quả nghiên cứu mới đây nhất, thì Chu Mục Dương trị vì trong khoảng từ năm 976 đến năm 922 trước công nguyên. Có người truyền đạo từ Tây Vực đến, có khả năng đi vào nước lửa, xuyên qua vật cứng như kim loại, vách đá, dời núi, lấp biển, chuyển dịch thành ấp. Mục Dương cho xây đài Trung Thiên, mời vị ấy đến ở. Trích từ sách Liệt Tử. Vì thế, đến nay, có rất nhiều chỗ như núi Ngũ Đài, núi Trung Nam thuộc Sơn Tây, Thương Hiệt Tạo Thư Đài, các kinh đô Hàm Dương của Đức Tần 20 dặm về phía nam, núi Đàn Đài, nằm về phía nam cung Ngọc Hoa đợi được, đều còn lưu lại dấu tích của việc Mục Dương xây chùa thờ Phật. Trong Thiên Trọng Ni của sách Liệt Tử cũng thấy dẫn lời Khổng Tử rằng: ta nghe phương Tây có vị đại thánh nhân, không trị mà dân không loạn, không nói mà dân tự tin, không giáo hóa mà dân tự làm đúng. Thật lớn lao vĩ đại thay, dân không biết dùng tên gì mà gọi. Khổng Tử cũng có viết một quyển sách tên là Tam Bị Bốc Kinh. Trong đó, ở thiên thứ hai, có nhiều chương đề cập đến những chuyện về vị thánh nhân phương Tây, tức là Đức Phật. Đời Đường Hiến Tông còn thấy có người trích dẫn đề cập đến sách này, chú giải của soạn giả. Ngoài ra, khảo chứng lại vào đời Tần Mục Công. Tần Mục Công là vua chư hầu của nhà Chu. Ông trị vì nước Tần trong khoảng thời gian từ năm 659 đến 621 trước công nguyên. Có người ở Phù Phong thuộc Thiểm Tây tìm được một pho tượng đá. Mục Công không biết là tượng gì, sai người đem vứt trong chuồng ngựa. Ngay sau đó, Mục Công bỗng thình lình ngã bệnh, nằm mộng thấy bị thiên thần trách mắng. Mục Công đem việc ấy hỏi triều thần. Do Dư tâu rằng: tôi nghe nói vào thời Chu Mục Dương có người truyền đạo đến, nói là đệ tử Phật. Mục Dương tin tưởng vị ấy, cho xây đài Trung Thiên cao hơn ngàn thước. Thước cổ của Trung Hoa bằng khoảng 0,3 mét. Mời đến ở. Chỗ nền đài ấy hiện nay vẫn còn. Ngoài ra, ở gần Thương Hiệt Đài lại có xây chùa Tam Hợp. Này bệnh của bệ hạ có liên quan đến việc ấy chăng? Mục Công nói: gần đây có tìm được một pho tượng đá, y phục không giống như người thời nay, hiện đang bỏ trong chuồng ngựa, chẳng biết có phải là tượng Phật chăng. Liền cho người mang đến. Do Dư nhìn thấy kinh hãi nói: quả đúng rồi. Tại Triều Tiên, Nhật Bản, những năm đạo Phật chưa truyền đến, từ trong lòng đất bỗng nhiên mây lành mạnh mẽ bay lên. Những chỗ ấy đều khai quật được tháp của vua A Dục Tạo xưa kia. Chú giải của soạn giả. Mục Công lập tức thỉnh tượng Phật đặt lên chỗ sạch sẽ. Tượng đột nhiên phóng hào quang sáng rực. Mục Công cho là thần nhân nổi giận, liền giết đủ ba loại vật là trâu, dê và lợn mang đến cúng tế. Khi ấy có tiện thần xuất hiện, mang những vật cúng tế ấy vứt ra ngoài xa. Mục Công hết sức hoảng sợ, đem việc ấy hỏi Do Dư. Do Dư nói: tôi nghe rằng Đức Phật là bậc thanh tịnh, không được dân cúng rượu thịt. Ngài thương xót bảo vệ sinh mạng tất cả chúng sinh như con đỏ. Bệ hạ muốn dân cúng, xin dùng bánh trái là được. Mục Công vui mừng khôn xiết, phát tâm muốn tạo tượng Phật, nhưng không biết tìm người tạc tượng ở đâu. Do Dư liền nói:
Xưa Mục Dương xây chùa tạc tượng, ắt những vùng chung quanh đó có thể tìm được thợ giỏi. Nam mô A Di Đà Phật.